mai làm tặng cho con trai món cháo lòng nha. Dạo này mẹ thất nghiệp cho nên là cứ mỗi ngày làm một món để tặng cho con trai. Vì con không thể đi lại được cho nên là chỉ có ăn ở nhà thôi. Đó, đây là có món phèo non nè, gan với tim với lưỡi nè, rồi luộc nè, rồi chiên nè, ngon không? Và cháo đấy nha, mẹ còn đang nấu. Mẹ còn đang nấu chưa có xong. Chúc xong rồi mẹ mới sắt cho cô Anh ăn nhá. Cô Anh có thích ăn cháo lòng không? Được. Có hả? Rồi, chúc cô Anh ăn ngon miệng nhé. Có ai thích ăn cháo lòng thì bữa nào ghé nhà Quốc Anh, mẹ Quốc Anh sẽ làm đãi nhá. Subscribe kênh YouTube Hương Quốc Anh Studio.